Cô dâu cao bằng mí sụp miệng méo sau 3 năm thẩm mỹ. Dù chọn cuộc sống kín tiếng hơn trước, nhưng thời gian qua mỗi lần lên sóng vợ chồng cô dâu cao bằng thu sao, triệu hoa cương vẫn nhận về sự quan tâm lớn. Xuất hiện trong livestream mới đây, cặp đôi đũa lệch đã có những chia sẻ gây chú ý về hiện tượng mạng phúng phính Hà Giang tên mua thị rua. Trước đó, cặp thu sao Hoa Cương từng có khoảng thời gian hợp tác với người đỡ đầu của Dua ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi làm việc chung, đôi bên cảm thấy không hợp, từng có những xích mích nên đã dừng lại các hoạt động. Bởi vậy, gần đây khi thấy mua thị Dua tuyên bố không còn liên quan đến người này, vợ chồng thu sao cũng có những chia sẻ gây chú ý. Vợ chồng mình cũng đã từng bị tung lên rồi ném xuống như quả bóng bay thế rồi, nên mình không thích dây vào những vụ scandal như này đâu. Thế nhưng tâm điểm chú ý lại thuộc về nhan sắc của chị Thu Sao. Theo đó, sau 3 năm thẩm mỹ, gương mặt chị Sao không thể quay về như hiện trạng ban đầu vì biến chứng. Mặt cô dâu cao bằng bị sụp hẳn một bên trong khi miệng có chút méo lệch, bù lại nhiều người nhận xét, người phụ nữ này khá trẻ trung, dù bước vào tuổi U70. Lần giao kéo gần nhất của chị Thu Sao là cách đây gần 3 năm, khi đó hiện tượng mạng cao bằng đã căng ra mặt, cấy mỡ, làm đầu chán với tổng chi phí 50 triệu. Ngay khi bước xuống khỏi giường phẫu thuật, chị vợ anh Hoa Cương liên tục cập nhật hình ảnh mới nhất của mình. Thay vì háo hức, cư dân mạng bày tỏ lo lắng, sốc nặng khi gương mặt chị Sao bị biến dạng. Khi ấy chị Sao tiết lộ mới thẩm mỹ nên chỉ vậy thôi. Sau nhiều tháng thì sẽ có mặt tiền ưng ý. Và chỉ vài tháng sau, chị Sao lộ ảnh xuống Hà Nội chị méo miệng vì biến chứng thẩm mỹ lần giao kéo trước, than thở, tiến mất tật mang. Kể từ đó đến nay không thấy cô dâu cao bằng, quay ảnh phẫu thuật bất cứ vùng nào trên cơ thể nữa cặp đôi cũng bớt đăng ảnh clip chọn cuộc sống bình yên